Tết Đoan Ngọ, Tết Dì Xuân Bọ. Người dân thường sắm các lễ vật như mận, vải, rượu nếp, bánh giò và hoa để dâng lên bàn thờ tổ tiên, sau đó cùng các thành viên trong gia đình thụ lộc. Đây là một trong những Tết truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt. Sau khi thụ lộc, mọi người thực hiện một số phong tục đã có từ lâu đời với mong muốn gia đình được sung túc bình an. Do này, rồi là hoa quả. Đấy thì thôi thì mình cứ làm này truyền thống để cho các con, các cháu về sau nó biết. Cũng như ngày xưa cha mẹ mình rồi đấy. Cũng những ngày này là cũng thắp hương. Nhớ ngày Tết Đoan Ngọ. Ngày Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào thứ hai đầu tuần. Mặc dù từ sáng sớm trời mưa khá to, nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa đi sắm lễ và cúng gia tiên. Tại các chợ dân sinh Hà Nội như chợ Hôm, chợ Hàng Bè, chợ Ngọc Hà, chợ Nghĩa Tân, trước và trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân đi mua sắm tấp nập. Thị trường hàng hóa phục vụ ngày Tết này vì thế mà rất nhộn nhịp và sôi động với đủ loại sản phẩm. Ngoài những mặt hàng không thể thiếu trong mâm cúng cổ truyền dịp Tết Đoan Ngọ, thì những năm gần đây, mâm cỗ cũng có thêm bánh su xê, bánh ngũ sắc, xôi cốm, bánh trôi. Những mặt hàng này có giá ổn định và phù hợp với túi tiền của người dân. Gà cúng bánh giò cũng được nhiều gia đình sắm sửa cho mâm lễ cúng gia tiên. Cơm rượu nếp cẩm, nếp cái hoa vàng không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ. Giá một hộp thì dao động từ 20 đến 50 nghìn đồng. Hoa cầu là một trong những loài hoa biểu tượng cho sự thanh khiết, mang lại may mắn, thường được các gia chủ bày lên mâm lễ cúng ngày Tết Đoan Ngọ. Thông thường thì những ngày Tết Đoan Ngọ thì cơm rượu nếp hoa quả được ăn đầu tiên vào buổi sáng sớm khi vừa thức dậy. Do đó, trước và trong ngày Tết, giá cả các mặt hàng hoa quả rượu nếp sẽ tăng nhẹ so với ngày thường. Không chỉ bán các mặt hàng lẻ theo yêu cầu của khách, mấy năm gần đây, thị trường Tết Đoan Ngọ cũng nở rộ dịch vụ làm mâm cỗ cúng theo yêu cầu hoặc đặt theo mẫu sẵn có. Những mâm cỗ được chào bán có hình thức siêu đẹp, đầy đủ, được nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Một mâm lễ như thế này thì có giá khoảng 500.000 đồng. Tùy theo yêu cầu của khách mà mâm lễ có giá rẻ hơn hoặc cao hơn. Tại các cửa hàng hoa thì lượng khách đến mua cũng đông hơn so với ngày thường. Tuy vậy thì giá hoa vẫn giữ ở mức khá ổn định, hoặc nếu tăng thì chỉ tăng nhẹ. Một bó sen trắng có giá từ 45 đến 50.000 đồng được nhiều người tiêu dùng chọn mua để thắp hương gia tiên. Mỗi năm chỉ có một ngày Tết, dù bận rộn đến mấy, ai cũng mong sắm được một mâm cỗ tươm tất để dâng lên tổ tiên, thể hiện lòng thành, cầu một năm mùa màng bội thu,